hồi sức. Tôi cảnh bác con, con bác mang giày giày con gót chí chạy vậy nè. Chịu nói mình lắm không? Quá mệt. Gì nữa anh? Vô trong xe hả? Lấy cái phần nước trong xe hả? Cho thấy vé không anh? Lấy phát hiện không cái vé. Bây giờ nó giục luôn đi. Ngáo quá rồi. Giục quay đi. Vô trong kia. Vô tới kia xúc dài. Ấy da, ấy da. Không ai phát hiện. Nhìn thoải mái. Thôi ra. Đứng tay trên. Rồi để em chè cái. Thôi giờ tôi quên đó. Hôm nay là ngày quay cuối của cái bay này rồi mọi người ơi. Mệt quá, ông Hành. Ông biết ngày cuối rồi ông Hành. Nguyễn Thị Bé Hành. Còn máy nữa không? Chung Hoa. Chung Đàn không hỏi. Chung Đàn không anh? Chung Đàn anh em. Chung Hoa với Cận Đạt không? Một máy đây. Hả? À. Em quay đó chắc. Sống dai rồi. Ở đâu ra? Ở đâu ra mà em sống dai? Bữa nay nữa con xong rồi. Có ngày mai nữa. Ngày mai có thể gia đình em tới em đoàn tụ nữa. Ủa gia đình người ta với gia đình em nữa. Sau này em quay đầu á. Không có. Chỉ có không có dai anh thôi. Dai anh chết rồi. Thì bắt rồi chứ không có chết. Ông chưa đâu, sau này chị xin ông Màu đi vô công ty làm lại mà. Ông Màu nhận em làm con nuôi mà. Ở đâu ra vậy trời, tự giống như như cái biên kịch vậy đó. Thế ông Màu nhận em làm con nuôi, đó là một bữa tiệc gia đình. Con hỏi thiệt nha. Con hỏi cậu ba thiệt nha. Nhìn sao kênh được. YouTube của cậu ba không nói gì qua kênh YouTube con ba nó quá trời à. Thiệt chung á. Nói thiệt đúng không? Tự nhiên á kêu ông Màu nhận Linh làm con nuôi. Lấy thử lấy được. Hỏi mình coi, mai cái tiệc gia đình của em á. Rộng lắm. Đó thôi chứ đâu có nhận con nuôi. Mọi người ráng chờ xem nha. Chào lên chút nữa. Kính với kính là em biết đó. Ủa chơi giật mình. Ngồi được không? Trời ơi, mà kế ơi, che giùm mấy này kế ơi. Thấy anh Minh giật mình. Anh Minh, cái tướng của anh mà leo cái dây đó là đố anh là cái đầu rớt xuống trước. Dây cứng ngắt hả? Anh là cứng. Nhưng mà cái dây với anh cái đầu rớt xuống trước. Anh rớt trước. Để anh nặng hơn cái dây hả? Ta làm á. Để chăm lên chăm. Để chuẩn bị. Anh Minh ơi, phải ứng cái bùng cửa luôn không? Bùng cửa vậy Dũng? Bộ tháo dây bùng rồi. Ao cũng tại không phải xuống chứ. Mà kéo lên cái Dũng. Ok ok. Bây giờ che sao nó bùng được. Đó vậy đó. Rồi cửa ra mà giả bộ. Không, đó đó cửa vậy đó. Rồi giờ nó nghe, nhổm lên đây thắng lại hai đứa hết hồn nhìn. Để bùng xuống đây. Ha, chuẩn bị. Nhổm chút xíu thôi. Đây mở cửa nào. Mở đi lấy cái nước ra mà. Bây giờ cái này là bộ thắng rồi đây. Nghe nói này hai đứa là bộ diễn là thắng cái thôi. Thắng cái nhìn. Rồi cho Vinh. Để cho bài. Quy. Chào chỗ cái tấm lên chiếu chút. Tao á. Rồi. Thấy hai cậu buồn ba. Ê đồng thời kiếm cái chứ. Kiếm cái chỗ này chưa quá nè. Kê. Kê ơi. Kê kê. Trời ơi, mấy đang quay luôn. Trời ơi, lao cái kiến giùm nó cái. Quay phim nữa kìa. Nhìn nhìn nó không có sẵn nè. Quay mấy ông quay phim nữa kìa, em đang cho. Lên 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 nhám đi, lao cái kiến kìa. Nhám mà. Cưa được gặp kiến. Chuẩn bị cắn ra nó kìa. Ủa, có lao đây trước không? Đây, chạy mà bây giờ sắp bật trong ban luôn. Mệt quá. Đây là xe VinFast nè, xuống bên trái hả? Bên trái bên đây hả? Bên trái hay bên phải? Đây kia chạy ra xe. Ở đâu? Bên phải hả? Bên phải nhưng mà là trái máy mày đúng không? Ủa phải máy mày hay trái? Nâng ghế hả? Dạ đâu có đâu, em hỏi bên trái bên phải, nó chỉ bên anh Đạt. Bên anh Đạt là phải máy hay trái máy, bên trái là phải. Được chưa?
thoải mái hết. Thôi rồi. Trời ơi, tôi ngã ghế ra cho tôi nằm cho xíu mà tự nhiên. Trời ơi, cái gì vậy? Căng máy má ơi. Anh quay rồi bà ơi. Được chưa? Chết luôn rồi bà ơi. Được không? Hết rồi. Câu kiến đi kế. Cậu ơi, bỏ bỏ này xuống rồi. Sắc quá. Ở trong luôn nữa. Trái phải vậy? Trái nào? Đây nè. Ông ba đập đập tay rồi. Chạy flat và lấy xe gì chạy luôn đi. Chạy chữa xe, đổ xe bởi vì làm cho nó. Ngày cuối cùng mình đã bị thương rồi Vinh ơi. Ủa đau thiệt hả? Đau thiệt mà. Đỏ luôn kìa. Cơ nghe em cơ nha. Đây. Đỏ hết mấy cái móng luôn kìa. Đi xa rồi phải không? Sáu móng tôi nóng nổi hết rồi. Đỏ móng hả? Thôi má nha. Mệt. Yeah, sắp xong phim rồi, sắp xong giai rồi. Ngày mai, ngày mốt ngày kia là mình được về quê luôn. Tại thế này, tại Lan. Đây nước này của chị hả em? Tôi, có được cái cận luôn, đẹp quá. Phải. Yes. Em tính đi đâu vậy? Mình mới trốn hả? Tôi không có ở đây nữa. Bỏ mày ra, cứu tôi vậy, mày bắt cung tôi đâu. chứ cái này mày chạy mày lật ngang bây giờ là rồi đó. Còn cái này là tại vì nó đâm cái dính ở dưới cho nên là cái chân của mình nó bị bật lên vậy đó, sự mình nó bị gập xuống. Hết hồn mà tim muốn rớt ra ngoài luôn á. Xong rồi mai không đi ấp rồi. Ờ mai đây tên ơi, tên đừng giỡn nè. Lại lại tên. Ôi tôi té với ông Du lúc nãy vậy. Mấy trời. Mệt mỏi, à đà, cái gì vậy? Tự nhiên nó về tôi à? Sao hai ông tự nhiên móc nhau vậy? Giỡn hả đà? Giỡn nó tiên. Dạ. Dạ anh đó đi cối cái chặt. Chậm gì em đón nha hả đà? Chậm gì em đón nha? Em chốt hả? Chậm gì em đón rồi bà chậm. Chị gì bà? Bà bắt quỳnh đi. Bắt quỳnh luôn hả? Ờ, lâu lắm. Tôi dục máy ở đây rồi còn bắt chậm gì nữa. Đấy là anh muốn bắt em. Anh Vinh muốn bắt em ngày cuối, ngày quay cuối. Qua đây nhẹ thì khùng rồi. Ok. Ok. Đừng không mà bô ly vô đi anh em. Máy chạy. Máy chạy. Em biết rồi, em biết rồi.
Chị vô là chị vô không bao giờ đâu. Em không có bố được chị. Bố được chị sao? Đúng rồi, đúng rồi chị. Dịch đôi dép đó đi. Đó, chị Quỳnh đó. Đó. Dạ. Mày. Mày chạy. Dạ. Chị. Đi đâu? Hả? Nè, để bỏ trốn hả? Tôi không muốn ở đây nữa. Các người tên bắt cóc tôi như vậy. Bỏ người ta. Bỏ người ta. Bỏ người ta. Đi vô. Bỏ tôi đi. Bỏ tôi đi. Nó phải chăm tầm bên ly chạy. Cái nữa. Sợ tạp dò em. Mệt quá. Ông đang đi, đây là những phân đoạn cuối cùng của phim Bánh Mì Ông Mau. Chú Quỳnh vô lại, chú Quỳnh. Chúng ta hốt cuộc sống. Thì mai nữa là xong phim, mai mốt rồi chúng ta không gặp nhau nữa. Chị Linh về với Will, chăm về với quê hương, cậu ba về với lại Trúc Chương. Ê, nó bận ghê luôn á. Chăm về với quê hương, cậu ba về với Trúc Chương. Còn chị Linh thì về với Will dễ thương. Ôi mày quá. Quá trời. Chiếc dép, chiếc dép em đi. Dép. Dép. Đi ra. Em tính đi đâu vậy? Hả? Thả tôi ra. Định bỏ trốn hả? Tôi không muốn ở đây nữa. Các người dám bắt cóc tôi hả? Bỏ người ta không ai chứ. Bỏ đi ra. Đi. Đi. Bỏ đi ra. Trời ơi, cậu ba nhẹ tay với chị Linh thôi. Nhẹ nó đâu. Bây giờ con bịch cậu ba chịu nổi không mà cậu ba bịch người ta như vậy. Ê, đụng lưng cậu ba. Chắp. Dạ. Giờ phát hiện cậu ba da dầu quá. Ở cửa là thấy à. Đây là trong xe luôn. Cái điều vậy. Rồi tất cả là dọn tôi đi. Rồi vô đây thấy không anh? Đó mọi người, trong đây là cái gì? Luôn xin trân trọng giới thiệu, đây là vali tiền. Xin giới thiệu đây, đạo diễn Minh Mẫn. Chào quý vị khán giả của kênh Hồ Bích Trâm. Hôm nay tôi quay cảnh cho Hồ Bích Trâm hết vai của phim Bánh Mì Ông Màu. Và mong rằng anh em chúng tôi sẽ hợp tác một dự án phim khác. Có thể là Bánh Mì Ông Màu phần 2. À, thì lúc đó Hồ Bích Trâm sẽ đóng vai Hiền, dễ thương. Đóng vai vợ Ông Màu nha. Vợ cũng được. Phần 2 mà, là Ông Màu con.